Năm đặc điểm điển hình của đàn ông EQ thấp, nghèo vẫn hoàn nghèo, càng cố che giấu càng lộ rõ, không thay đổi thì muôn đời thất bại. Đây là năm điều mà đàn ông tới tuổi trung niên cần phải vứt bỏ nếu không muốn kiệt quệ khi về già. Cùng một điểm xuất phát, cùng một môi trường phát triển nhưng có người thành công rực rỡ, có người lại chật vật với cơm áo gạo tiền. Nguyên nhân là do sự khác biệt về tính cách, tư duy và hành động của hai bên. Đàn ông thiếu tự tin, thiếu bản lĩnh có thể ngụy trang bằng ngoại hình, ngôn ngữ nhưng bản chất bên trong thì không thể che giấu mãi mãi. Từ lời nói và hành động, họ luôn có thể vô tình để lộ bản chất thật của mình. Những người đàn ông càng tự ti thì những biểu hiện này của họ càng rõ ràng. Dưới đây là 4 đặc điểm điển hình của một người đàn ông như thế. Nếu không chịu cải thiện bản thân thì rất khó công thành danh toại trong tương lai. 1. Bốc đồng, thiếu kiên nhẫn. Đàn ông có tiền đồ luôn là những cao thủ trong quản lý cảm xúc. Họ sẽ không tùy tiện bộc phát những cảm xúc bên trong. Trong bất cứ trường hợp nào, họ cũng sẽ linh hoạt thể hiện cảm xúc của mình một cách khéo léo. Trong cuộc sống, người không thể khống chế cảm xúc của mình. Gặp vấn đề là ngay lập tức hoang mang hay phẫn nộ chắc chắn không thể giải quyết được vấn đề một cách thập toàn thập mỹ, thậm chí còn có thể khiến mọi chuyện tệ đi. Do đó, để làm nên đại sự, mỗi người cần phải trở thành chủ nhân của cảm xúc trước, sau đó mới có thể làm những điều lớn lao hơn. Bên cạnh đó, có thể bạn chưa biết một sự thật là có đến 80% thất bại trên thế giới thực sự bắt nguồn từ việc thiếu kiên nhẫn, bỏ cuộc giữa chừng. Những người cả thèm chóng chán sẽ không bao giờ trải nghiệm được niềm vui khi kiên trì làm một việc thành công mang lại. 2. Thích tranh luận hơn thua với người khác. Đây là kiểu đàn ông có cái tôi lớn, lòng tự trọng cao tuy nhiên không có sự tự tin nên luôn sợ rằng người khác sẽ coi thường mình. Bản thân họ luôn tồn tại sự hiếu thắng như những đứa trẻ và luôn muốn là người chiến thắng trong mọi cuộc tranh luận với người khác. Trong sâu thẳm họ luôn khát khao có được sự công nhận của mọi người. Tuy nhiên, nếu không đạt được điều đó, họ luôn sẵn sàng thể hiện bằng thái độ nổi nóng, lớn tiếng, không hài lòng hoặc có thể có những lời lẽ hành động thiếu kiềm chế. Kiểu đàn ông này rất khó để khiến người khác nể phục, thường tính cách nhỏ mọn và ích kỷ. 3. Sĩ diện. Đàn ông có tính sĩ diện hão thường sẽ khó mà tiến bộ được trong công việc. Trong khi những người khác miệt mài cố gắng, chăm chỉ kiếm tiền thì anh ta luôn để đầu óc ở trên mây, ảo tưởng về bản thân. Hơn nữa, kiểu người thùng rỗng kêu to này thường tiêu tiền cũng khá phung phí để chăm chút cho vẻ bề ngoài nhưng lại không đầu tư cho trí óc, tâm hồn. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, người không chịu nỗ lực phấn đấu thì không bao giờ khá lên nổi. 4. Nói nhiều nhưng làm ít. Những người chỉ thích nói mà không biến lời nói thành hành động thì mãi mãi chẳng thể thành công. Bởi lẽ, chỉ khi bắt tay vào làm, bạn mới hiểu rõ được mình đang gặp phải những vấn đề gì. Từ đó, chúng ta tìm ra giải pháp thiết thực để giải quyết vấn đề, nhờ vậy làm nên được điều gì đó lớn lao. Vậy nên, những người đàn ông còn có tật thích khua môi múa mép, nói nhiều nhưng làm ít thì nên bỏ ngay. Nếu không, đừng bao giờ hy vọng có thể thành công nổi. 5. Hay tự ái. Đàn ông hay tự ái thường có thái độ mặc cảm và xấu hổ về bản thân khi thấy mình kém thua người khác về phương diện này hay phương diện khác. Những người này dễ sinh lòng hờn dỗi, ganh ghét, đố kỵ, mặc cảm với người khác, đặc biệt là người có phần nổi trội hơn mình. Khi họ rơi vào thế yếu sẽ cho rằng đối phương đang hạ thấp họ. Vì thế, họ không muốn lắng nghe những ý kiến đóng góp và thường nóng nảy, giận dữ và không kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Đây là video được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo, từ hình ảnh đến giọng đọc. Nếu bạn muốn tạo ra được những video như thế này, hãy xem video hướng dẫn phía bên dưới. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ chúng tôi.